Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 33 vì ngã cầu thang giữa đêm. Rạng sáng ngày 3 tháng 1, tờ Yahoo Nhật Bản đưa tin nam diễn viên đình đám Noori Toshiki đã qua đời vì xuất huyết não ở bệnh viện Tokyo. Nam nghệ sĩ qua đời mới 33 tuổi. Theo nguồn tin từ quản lý của nhà hát nơi Noori hoạt động, nam diễn viên không may rơi xuống cầu thang của một nhà hàng ở Tokyo tối ngày 29 tháng 12 năm 2022 và bị chấn thương ở đầu, dù được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, Noori Toshiki vẫn không qua khỏi. Anh nhắm mắt xuôi tay vào ngày 2 tháng 1 hôm qua. Sự ra đi của nam tài tử khiến gia đình và người hâm mộ vô cùng tiếc thương. Noori sinh năm 1989 là thành viên của công ty LDP, nhà hát có tiếng tại Nhật Bản. Chưa hết, nam diễn viên còn là con trai của nữ minh tinh quyền lực quá cố Harue Akagi. Được biết, Noori đã theo đuổi nghiệp diễn bất chấp sự phản đối từ bố mẹ. Không chỉ đóng phim, anh còn tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc.